Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5.